nó cho chắc vào, hiểu chưa? Ở đấy, ôi trời ơi, tông mốt như cái thằng Gao. Cái thằng Gao hầm chưa thấy người đã thấy tiếng nữa chứ. Tổng võ, tổng xe, gặp ngôi một phát là mê phút này. Cô nào quá nữa, nhớ thì đồng vi. 2 hours later. Chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì cùng một cái clip mà mấy em Thiên Vũ đi lắp đặt. Và hiện tại thì mình đang ở Đồng Nai mọi người ha. Thì mọi người nhìn vào cái view ở đây thì mọi người cảm nhận như thế nào? Bạn có thể quay tổng quan qua một xíu để cho mọi người thấy cái view không gian của nhà khách hàng. Nói chung là khách lắp bộ này chủ yếu là mang tính chất di động. Có thể mang ra đây chơi hoặc có thể mang những cái khu kế bên. Đây là gia đình mọi người ha. Chung là xuống khi xuống đây nhìn thấy cái view nhà thì mình muốn ở lại luôn, không muốn về Sài Gòn nữa rồi đó. Hôm nay thì nước đang thủy triều đang xuống nên là cũng nhìn nước rất là cạn. Khi mà lên thì nước lên, anh kêu là nước sẽ lên rất là cao đến này á, nhìn cái view nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây bạn Luân, bạn đang loay hoay để lắp cái màn hình. Thì nhu cầu của anh thì muốn công suất cũng lớn một chút quá. Cho nên là đối với combo này thì mình lắp đặt cho anh một trụ LD Setam MAUI 44G2, là dòng cực khủng của dòng LD đấy mọi người ha. Đó. Thì một lát nữa mình sẽ khui ra rồi lắp đặt nhanh, rồi test cho mọi người chúng ta nghe và trải nghiệm thử cái dòng lớn. Dòng này thì FPL đạt đâu đó tầm một khoảng cỡ 1.500 mọi người ha. Đó, 1.500 W thì cũng thoải mái để mà chơi với cái mức độ tầm khoảng 10 bàn gì đó này mọi người. Đấy. Đối với những dòng loa hạng chúng ta nghe cái chất âm của nó chi tiết nó nét chứ không phải nó ồn, nó khó chịu như những dòng loa này kia đâu mọi người ha. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ phụ bạn, mình sẽ khui ra lắp đặt nhanh, bởi vì cái này thì mang tính chất di động á mọi người, cho nên là mình đặt đâu đó đặt, anh kêu đặt đại đó test chơi thôi, còn khi mà vào cuộc chơi rồi thì anh sẽ tập trung chơi ở khu vực này là chính mọi người ha. Đó. Nó gắn giống nhà em có rồi. Cái này pin này bao nhiêu ly đâu, nó tức là bên em nhìn nó tính hỏi đây 2A hả? Trung tầm 20 bàn mà nghe chất âm chuẩn lắm. Thì hai trụ này là một số thứ tư. Chất đó là loa hạng, mình nghe cái chất. Bỏ đi hả? Bỏ hả? Tùy vậy. Mà nếu mà so với cái lòng Long Điền thì gắn không được nhiều. Thằng này thì hát có thể hơn. Đối với giọng Việt Nam thì hát giọng này hay hơn. Bóp bên này có, nhưng mà bóp thì nó hơi chuyên, nó hơi khó. Có không biết hát nữa, hát hết lớp 9.
Rồi ok. Đủ cắn 2 năm 2 phát 3 phát hả? Khỏi bỏ cục bốt ok đúng không? Đúng rồi. Chúng ta đã ngưng cái này gọi đi. Chị đã may cắt chị đi dự định luôn ra rồi đúng không? 21 thiết kế nó nằm đây luôn nha. Bây giờ mình đập lên đây thì cái này là cái micro, dành riêng cho micro thôi. Cái phía dưới hai cái này chỉ dành riêng cho micro thôi. Dạ, có thể nói trực tiếp cho còn tất cả mọi thứ nó nằm quay hợp ở đây hết. Hey 67 một hey 567 mưa to mưa. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cũng đã lắp đặt và setup xong xuôi cả rồi mọi người ha. Thì đối với combo này thì mình sẽ phối ghép cho khách hàng, đó là một chiếc JBL có X180A. Micro thì mình phối ghép micro DMX-U208. Thì mọi người thấy là gần đây bên mình phối ghép khá là nhiều cái dòng micro U208, thì cái chất âm của nó rất là hợp lý và rất là hay, và cái giá của nó rất là hợp lý. Và nói chung là mọi người chúng ta có thể là có thời gian chúng ta ghé bên Thiên Vũ để chúng ta trải nghiệm những cái dòng sản phẩm mà Thiên Vũ mới về mọi người ha. Thì đối với dòng LD này thì hôm nay thì cũng được khách hàng đánh giá khá là tốt trong những ngày vừa qua. Những khách hàng đã từng mua và đã từng xài dòng này thì được đánh giá khá là tốt. Đó, mình nói thật ra là thì cái này cũng là một khách hàng cũ. Anh đã mua một chiếc LD rồi và anh nghe ok hay quá nên là anh cũng khách hàng giới thiệu rồi là mua tiếp thêm con này. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người ta chờ lâu nữa, thì bây giờ thì mình sẽ test một vài đoạn nhạc để mọi người chúng ta cùng nghe, cùng trải nghiệm khi một trụ loa với công suất 1.500W như thế này đánh những không gian mở ngoài trời như thế này thì mọi người chúng ta nghe cái âm nó sẽ cho ra như thế nào mọi người ha. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Phải cố quên người, dù con tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tênh, có khi tim luôn hỏi đến người, vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Ngày hôm nay em đi trong mưa, để nhìn lại quên tim không hoa vừa. Để cho mưa lân la hỏi thăm, lém vào trong đi nghe trong đầu. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc hết không hoan tìm nhau. Ai đâu ai đến hết bao dòng sông. Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em rời phố trời. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cũng đã test một vài đoạn nhạc rồi. Thì khách hàng khi mà khách hàng test hồi nãy giờ cũng đâu đó cũng 4-5 người test mọi người, cũng được khách hàng đánh giá rất là tốt, cái chất âm cho ra rất là hay. Với một cái trụ loa nó
chỉ có 1500W và đánh cái không gian mở như thế này, rất là nhỏ gọn như vậy mà âm thanh cho ra rất là tốt mọi người ạ. Nói chung là đây là đánh giá của khách hàng, thì bởi vì anh cũng không có tiện là lên sóng mọi người, cho nên là mình nói thay lời khách hàng mọi người ha. Đó, thì những clip bên mình thì chắc chắn khách hàng sẽ xem qua đó. Thế bây giờ mình tạm dừng clip tại đây, thì nếu mọi người đã ok cho mọi người like, share, subscribe. Bye mọi người ha.